Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực thực thi đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. CPTPP có hiệu lực theo lộ trình thực hiện sẽ cắt giảm gần 100% dòng thuế. Trong đó, 66% mặt hàng thuế sẽ về 0%. Ngành dệt may và giày da túi sách được hưởng nhiều thuế ưu đãi nhất. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may và giày da túi sách. Tuy nhiên, doanh nghiệp của hai ngành này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định CPTPP sau hơn một năm thực hiện đã có những tác động tích cực. Ngành dệt may và da giày chịu tác động rõ nét từ CPTPP. Hiện quy mô xuất khẩu da giày Việt Nam đang đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Xuất khẩu dệt may đứng thứ ba thế giới sau Trung Quốc và xấp xỉ bằng Ấn Độ. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may, giày da, túi đang chuẩn bị các điều kiện để tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu của Hiệp định CPTPP. Trong đó, Canada, Peru và Mexico là ba thị trường được các doanh nghiệp đánh giá có triển vọng. Tại ba thị trường lớn này, Việt Nam chưa có hiệp định thương mại song phương. Do vậy, Hiệp định CPTPP có hiệu lực, thuế suất hàng dệt may, giày, da và túi sách của doanh nghiệp vào đây sẽ bằng 0%. Để tận dụng tốt cơ hội này, doanh nghiệp phải chuẩn bị các điều kiện quy định về xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế suất. Sắp tới, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm nguồn nguyên liệu của Australia và một số nước khác trong khối các nước tham gia hiệp định. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt, nhuộm vải cũng đang tăng tốc đầu tư để tăng nguồn nguyên liệu trong nước. Hiệp định CPTPP đã mở ra những cái cơ hội to lớn cho cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành dệt may Việt Nam nói riêng. Thì đối với ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi cũng cho rằng là cái cơ hội mà từ CPTPP mang lại đó là cái việc mà sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu. Cái định hướng của dệt may Việt Nam trong thời gian tới đó là chúng ta tập trung khai thác tốt những cái thị trường hiện có. Ví dụ như Mỹ, mặc dù Mỹ rút khỏi TPP nhưng mà đây cũng là một cái thị trường rất lớn và rất tiềm năng và chúng ta cũng tập trung khai thác. Ngoài ra thì các thị trường truyền thống khác như là EU, rồi là Nhật Bản, rồi Hàn Quốc. Còn trong khối CPTPP thì cho đến nay thì cái xuất khẩu chúng ta vào cái khối này thì cũng chủ yếu là xuất khẩu sang Nhật Bản là chính. Với cái mục tiêu phát triển trong cái thời gian tới để đạt được cái mức tăng trưởng khoảng độ trên dưới 10% một năm thì theo chúng tôi thì ngành dệt may Việt Nam phải tập trung vào khai thác tốt các thị trường trong cái khối CPTPP, trong đó có Úc. Cơ hội ở đây là không chỉ chúng ta lại tiếp tục tận dụng các cái quốc gia vốn đã có là những thị trường thân thuộc với Việt Nam, mà nó còn mở ra một điều là những cái quốc gia mà từ xưa nay chúng ta chưa từng nghĩ đến hoặc là chưa từng có điều kiện để tiếp cận. Thì với một doanh nghiệp có những cái dòng sản phẩm thời trang về da giày túi sách, thì với cái việc áp dụng cái mức thuế tương đối là ưu đãi trong cái hiệp định này, lần đầu tiên có một cái cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế mà một thị trường chúng ta chưa bao giờ chúng ta khai phá đến, và cái mức thuế nó ưu đãi hơn. Và cái tận dụng cơ hội này thì lúc đấy có hai bài toán. Một là bài toán chúng ta vẫn tiếp tục cái công cuộc đó là sản xuất và cung ứng ra những cái sản phẩm có cái mức giá thấp, giống như cái mô hình từ xưa chúng ta đã làm, cũng như cái chuỗi, cái việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu nó cho chúng ta một cái cơ hội để có thể đi xa hơn. Năm 2019 là năm Việt Nam bắt đầu thực thi hiệp định CPTPP. Ngành dệt may có thêm nhiều cơ hội cũng như thách thức để tăng trưởng. Thách thức ở chỗ, với thế mạnh về vốn, kinh nghiệm, công nghệ và con người, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thiết lập chuỗi sản xuất từ sợi vải may mặc tại Việt Nam. Nếu các doanh nghiệp trong ngành không đầu tư, nâng cao năng lực, sẽ khó cạnh tranh được với các sản phẩm đến từ các nước tham gia hiệp định. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu để giải quyết nỗi lo phụ thuộc nguyên phụ liệu từ ngoại khối và giúp dệt may hưởng lợi từ CPTPP. Thời gian qua, các doanh nghiệp trong ngành dệt may cũng chủ động liên kết để tận dụng hiệu quả hiệp định CPTPP. Hiện nay, nguồn nguyên liệu cho ngành may trong nước chỉ chiếm khoảng 20% đến 30%. Số còn lại, doanh nghiệp phải nhập khẩu, trong đó phần lớn nguyên liệu nhập từ các nước và vùng lãnh thổ không thuộc khối CPTPP là Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Để đáp ứng về yêu cầu xuất xứ nguồn nguyên liệu trong nước,
Chỉ có sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp chưa đủ, cần có cơ chế chính sách đồng bộ từ phía bộ, ngành, chức năng, tạo điều kiện cho ngành dệt nhuộm trong nước phát triển. Dựa vào cái hiệp định này thì là chắc chắn là sẽ mở ra một cái thị trường rất mới để cho các doanh nghiệp Việt Nam. Khi chúng ta xuất khẩu sang và cũng ngược lại chúng ta nhập khẩu về thì có những cái nguyên liệu, nguồn nguyên liệu thì là chúng ta đang bị gò bó trong một đa số là nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, Hàn Quốc. Nhưng tôi nghĩ khi mở rộng ra thì thị trường Úc cũng là một cái thị trường để chúng ta nhập nguyên liệu. Thế thì và nguồn nguyên liệu thì nhiều nước khác nữa thì chúng ta cũng có cái sự lựa chọn hơn và chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào một vài nước mà chúng ta đang phụ thuộc. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào để nghiên cứu những cái gu thị trường để tay nghề cũng như là công nhân cũng phải trau dồi hơn, cộng với cả chúng tôi chắc cũng phải đầu tư thêm máy móc hiện đại hơn thì mới đáp ứng được. Cũng như dệt may, CPTPP là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu da giày tăng tỷ trọng, tăng cơ hội xuất khẩu sang các nước Chile, Australia, New Zealand, Mexico, Canada. Riêng Nhật Bản, một trong những thị trường chủ lực của ngành xuất khẩu da giày túi xách Việt Nam, với mức tăng trưởng trung bình từ 20 đến 35% một năm. Nếu doanh nghiệp biết tận dụng chặt chẽ các điều khoản từ CPTPP, mức tăng trưởng này sẽ còn cao hơn hiện tại. Bên cạnh đó, hiện nay Canada đã áp thuế nhập khẩu 0% cho ngành giày da và túi xách Việt Nam mà không cần lộ trình. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường này. Theo các chuyên gia trong ngành, khi thực thi CPTPP sẽ tạo ra động lực dịch chuyển chuỗi cung ứng. Vì trong chuỗi này, hoạt động xuất nhập khẩu hầu như không có rào cản. Tuy nhiên, việc nắm bắt và tận dụng cơ hội không phải là bài toán đơn giản nếu doanh nghiệp đơn độc tự mình giải quyết vì chi phí tìm hiểu rất tốn kém. Cho nên, cần kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất một mặt hàng cũng như doanh nghiệp trong từng ngành hàng. Chúng ta là một cái doanh nghiệp hoặc thậm chí là rất nhiều doanh nghiệp của một đất quốc gia Việt Nam tham gia vào một cái thị trường có CPTPP, nhưng chúng ta cũng phải đối đầu với những cái hàng rào thuế quan, phi thuế quan mà các quốc gia đó, các cái hiệp hội, các cái doanh nghiệp đó họ rất là mạnh. Cho nên là một trong những cái để chúng tôi chuẩn bị đó là chúng tôi phải gia tăng cái quá trình học hỏi, cái quá trình giao lưu với các cái hiệp hội doanh nghiệp của đất nước đó. Thậm chí chúng tôi phải cử hướng tới là việc đào tạo và cử cán bộ sang theo những cái phái đoàn của ít nhất là Bộ Công Thương của Chính phủ Việt Nam để sang đó học hỏi và tìm hiểu. Thì tại vì khi chúng ta mở rộng hoạt động kinh doanh ở bất cứ thị trường nào thì việc am hiểu về chính sách luật lệ địa phương nó rất là quan trọng, và CPTPP để đảm bảo cho cái lợi ích của doanh nghiệp cũng như của các cái doanh nghiệp Việt Nam nói chung được cao nhất và tận dụng tối đa nhất. Xét về tổng thể, CPTPP cũng như các FTA khác sẽ giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành da giày dệt may nói riêng, từ việc cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công của nhà nước, từ đó tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, phải nhìn nhận rằng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang tập trung khai thác vào các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, mà chưa thật sự quan tâm tới các thị trường mới ở châu Mỹ. Vì vậy, CPTPP sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nếu muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời cũng là động lực để các doanh nghiệp tự nâng cao năng lực của mình.